Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 11 tháng 3 đã diễn ra trận đấu sớm của vòng 3 giải Ngoại hạng Anh giữa Manchester City với Southampton. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Pep Guardiola tung ra sân nhiều sự thay đổi và không có tiền đạo nào thực thụ. Ở những phút đầu tiên của trận đấu, Southampton là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ mới là đội bóng bị thủng lưới trước. Phút thứ 15, Kevin Reiner có mặt kịp thời, đệm bóng cẩn thận sau pha cản phá tốt của McCarthy. Tuy nhiên, đội khách không chịu buông xuôi và có bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút thứ 25. Phút thứ 40, Mahrez trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự Southampton bằng pha đi bóng và đặt lòng bằng chân trái cực kỳ mẫu mực. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Gundogan nâng tỷ số lên thành 3-1 với cú đá bồi cực nhanh sau khi Mahrez đưa bóng vào cột dọc. Bước sang hiệp 2, hai đội tăng tốc ngay từ những phút đầu tiên. Mahrez hoàn thành cú đúp ở phút thứ 55 với một tình huống xử lý hoàn hảo trong vòng cấm. Một phút sau đó, Adams rút ngắn tỷ số xuống cho Southampton trong tình huống khá may mắn. Đến phút thứ 59, Kevin Reiner hoàn thành cú đúp với pha đặt lòng tốt. Ở những phút còn lại của trận đấu, Manchester City chủ động đá chậm cho tới cơ, trong khi Southampton thất bại trong việc tìm bàn gỡ. Chung cuộc, Manchester City giành chiến thắng 5-2 trước Southampton. Với chiến thắng này, Manchester City đã nới rộng khoảng cách với Manchester United lên thành 14 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Bảng xếp hạng tạm thời của giải Ngoại hạng Anh, Manchester City dẫn đầu với 68 điểm, đứng thứ hai là Manchester United 54 điểm. Xếp thứ 3 là Leicester City 53 điểm, đứng thứ 4 là Chelsea 50 điểm. West Ham xếp vị trí thứ 5 với 48 điểm, Everton đứng thứ 6 với 46 điểm, Tottenham đứng thứ 7 với 45 điểm, Liverpool tụt xuống vị trí thứ 8 với 43 điểm, Aston Villa xếp vị trí 9 với 40 điểm, đứng thứ 10 là Arsenal 38 điểm, Leeds United đứng thứ 11 với 35 điểm, Wolves xếp thứ 12 với 35 điểm, Crystal Palace đứng thứ 13 với 34 điểm, Southampton đứng thứ 14 với 33 điểm. Xếp thứ 15 là Burnley 30 điểm, đứng thứ 16 là Newcastle 27 điểm, đứng thứ 17 là Brighton 26 điểm. Ba vị trí cuối cùng vẫn thuộc về Fulham, West Brom và Sheffield United. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả và bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.